Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình đang đi giao combo máy chạy cũng như là cái massage này. Cái massage mình đang lắp đặt rồi. Mình quay máy chạy trước. Đó, đây là máy chạy này. Mình vừa lắp đặt xong máy chạy. Bây giờ sẽ vào để xem bạn nhân viên hướng dẫn nha. Đây là nhà khách hàng, không gian rất là đẹp luôn các bạn ạ. Combo máy chạy FZ99, ghế massage FZ99 và máy chạy. Đây bộ FZ99, bạn viên đang hướng dẫn khách hàng này. Đây bài chuyển bài, mỗi bài có 6 bài. Chị Thủy Nguyễn nhé, chị Thủy Nguyễn chia sẻ livestream giúp em đi. Đây là có chế độ massage một điểm, có nghĩa cô đau vùng nào, cô có thể massage nguyên vùng đấy, điều chỉnh. Cô chọn chế độ này, nhỏ lại, cô biết chẳng hạn. Đây, là đồ hồng. Đấy, là đất cần, đồ hộ. Thì cô chọn vùng. Cái phát này, dạ, vâng. Tất cả cơ thể này. Ở trong này mạng hơi kém ạ. Đó là coi, là một điểm, có nghĩa cô đang muốn đau vùng nhất. Cô muốn massage chân một chút nào đấy, biết cơ thể, hay có lưng nhất. Đấy, cái rừng vẫn massage lên cho cô. Đấy. Hay là cô muốn massage nguyên cổ gái thì cô cho thì để cho cô gái cô dừng. Đấy, sẽ massage những điểm nào cho cô. Thật ra là làng dưới này, là ai trả dưới. Nếu mà cô... Thì ngoài này, thì nói ở ngoài này luôn cô. Đây. Vào mùa đông thì mình sử dụng cái rất nhiều ngoài này. Đấy, rất kết hợp với tài chân. Tài định khoảng 2-3 lần. Vì sẽ không nhiều cũng trở nên nóng. Rất chiều khi để cô làm được di chuyển. Mùa đông thì như thế này, mùa hè thì nóng thì mình thì... Và tiếp theo là phần setting, là cái này có chế độ loa một chút thôi. Thời gian nữa, 10, 20, 30 phút là thứ hai. Thì đây là có 2 tiếng một chút, 1 tiếng 2, 1 tiếng 2. Và đây là phần loa một chút, cô có thể chế độ những loại ở đây hay này. Vừa cái này thì nó sang. On. On là chế độ. Thì sẽ để cái đối tượng đấy, mình là cô chỉ đây là bốn cái chế độ là người lên người xuống, tư thế chân lên xuống, tư thế chân, nếu giống như giữa này thì sẽ tượng là gì? Cô mà tư thế nằm là ngồi trên đi thì chỉ bấm là massage toàn thân thế nào? Và một hợp. Xin chào chị Kiều Ngố nhá. Xin chào 5 người đang xem. Các bạn chuẩn bị cũng nghỉ trưa rồi nhỉ. Xin chào anh Thạch Nguyễn. Chúc anh Thạch Nguyễn hôm nay trao thật nhiều giá trị cho khách hàng nhá, anh Thạch Nguyễn. Vâng. Thì có 3 bài chủ đạo là bài đau cổ gáy này. Cái mẫu FZ99 này rất là dễ sử dụng. Bảng điều khiển thì mình một thao tác thôi đã vào bài toàn thân tự động rồi. Hơn nữa là có bảng điều khiển phụ, rất là dễ sử dụng và dễ bấm. Đấy, điều chỉnh
rất là dễ luôn. Các bài tập chưa sâu cũng như là bài toàn thân thư giãn là tích hợp và bảo được tiền phụ hết rồi, điều chỉnh rất là dễ. Các bà thì hơi khó nhớ nhưng mình nhìn cái nhớ luôn nhỉ. Chào bạn Nguyễn Dung nhé, bạn Nguyễn Dung chưa chia sẻ livestream à, bạn Nguyễn Dung. Đừng mượn máy anh Thạch, à anh Thịnh. Không đứng. Chỗ á? Ừ, không biết nó vào xem nó có nét không. Thấy nó mạng kiểu nó hơi kém. Nếu mà cô muốn massage sâu vùng chân ấy, thì cô bỏ cái lót này đi. Cái này chỉ lót cho là một là chống bẩn, hai là muốn massage nhẹ vùng chân thì mình bỏ cái massage rất là sâu. Nó bị bong bóng bên này cái thế nào ấy? Bong bóng. Chả được. Bong bóng á? Bong bóng bóng ấy. Đã bóng mà nó cứ trắng trắng nào ấy. Cô cảm thấy đấm êm không cô? Cô dùng là một hai tuần là cô nghiện luôn đấy, ngày nào cũng dùng. À, đưa máy anh kết nối với Bluetooth đó, vừa nghe nhạc thử luôn. Cô hay đau vai gáy. Vào đấy cho nó bật vai cổ vai gáy, nó sẽ đấm chủ đạo của gáy cho cô. Có chữ F, F chữ chữ chữ. Cô vào Bluetooth, à vào YouTube. À. What? Nhìn tờ mạng có nhạc với đâu. Ghế đang ra hướng dẫn và máy chạy. Máy chạy thì dùng dễ hơn. Không không rất giống như là ghế này. Nhiều chức năng như ghế. Đó, các bạn nhìn thấy này, đấy. Ghế bên mình. Nhân viên đang tư vấn cho khách. Bắt
có tắt bật thì tôi vẫn tắt ở lúc này nhé. Nếu có tắt thì tôi tắt lúc này. Cái máy chạy cũng dễ hơn cái ghế của nó, đơn giản hơn. Nếu mà cô muốn không sử dụng nữa, ví dụ buổi tối cô không sử dụng thì cô ở tắt đằng sau này, nó có một cái công tắc, vâng, công tắc ở đây, cô tắt đây, không phải rút điện, cô tắt điện rồi, đấy, cô tắt ở đây thì nó sẽ dễ hơn là khi cô tắt điện cứ cắm dài cắm vào, nó bất tiện, cái cu ra như thế. Hello các bạn nha, là hiện tại bây giờ ra hướng dẫn máy chạy cho cô. Đây, cô nên sắm cái ổ cắm được cho nó chắc, tại vì kia hai ổ nó hơi chật quá. À, tức là trong một cái ổ ấy. Vâng. Vâng. Đấy, nó hơi chật. Nó hơi chật một chút. Ngoài này không gian cái nhất là cái con đang cắm xe một kia rồi. Đấy, đây là chiếc máy chạy. Đây, hướng dẫn cô chiếc máy chạy Agri 102 rồi đây. Đấy. Không, cô lên bạn hướng dẫn được. Xin chào ba người đang xem nha, các bạn có chia sẻ cho mình đi. Hiện tại đang dẫn cô chạy máy chạy Agri 102 LE. À, bên này được tốc độ, bên này độ dốc. Độ dốc là như này này. Đấy. Thì tôi thấy là đúng rồi, nhưng cái đầu ở đây này. Đấy, thì mình thấy nó mệt luôn quá. Kiểu mình đang đi đường tầm với lại nó không đi mà cứ leo dốc ấy, kiểu thế. Đấy, thì đây là cảm ơn bạn Nhung Nguyên nha, Nguyễn Nhung nha. À, chia sẻ đi bạn ơi. Nếu mà cô muốn tăng từ từ thì cô bấm nút chậm này. Nếu mà cô muốn tăng nhanh hơn thì cô bấm nút 4 hoặc 8 hoặc 12. Nhưng mà chắc là mình sẽ 4 hoặc 5 hoặc 7 thôi. Cô giảm lại một chút. Giảm lại một chút đây. Cô bấm vào nó sẽ được làm. Đây cô rút cái vỏ tay, cô tắt đi rồi. Tắt luôn đấy ạ. Lúc nào mình chạy quen rồi mình bỏ tay với bộ rồi còn. Đấy là bật, đấy là bật chính xác là bật, lúc đó là tắt. Đấy trong mấy con lúc bạn đi chạy thì con dẫn cho cô cái đánh bóp điện này luôn này. Tắt chỗ đỏ. Đấy, khi mà cô muốn
là phần lưng hoặc là phần bụng nhá. Còn phần đùi nhá thì cô bỏ lại. Cô đẩy ra trước thì nó sẽ tự bỏ ra. Sau đó cô sẽ cho nó. Đây như này nhá cô nhá. Không ạ, đây bật một lần thôi. Đấy, đó là bật này. Đấy, tắt là bên trái, bật là bên phải. Đấy, đây là dễ từng thôi. Hai người rồi, chạy rồi. Còn nếu mà nhìn người quá thì mình chui qua. Đã phải sao? Chụp rồi. Đây các bạn. Tới rồi thôi. Rồi, xin chào tất cả các bạn đã xem video của mình nhé. Các bạn đi lên tiếp theo. Xin chào.